Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sửa đồ video Victor model là BR8600. Đây có thể nói là một model dùng để dựng phim đầu tiên của hãng Victor. Thì lúc trước thì cái đầu video là chỉ có tính năng là ghi và phát mà thôi. Thì đến cái thời đầu này thì nó có thêm tính năng là edit, tức là nó cho phép chúng ta là cắt dán phim. Thì một cái hệ thống như vậy thường sẽ có hai đầu, một đầu dùng để cắt phim, một đầu dùng để dán phim. Và để điều khiển đồng bộ hai đầu này với nhau thì họ sẽ sử dụng bàn điều khiển hay còn gọi là bàn dựng phim. Thì bàn dựng phim mình sẽ kết nối với hai máy. Đối với những cái loại đời cổ như thế này á, cái dây cáp tín hiệu rất nhiều chân. Thì sau này á, thì họ mới chuẩn hóa nó thành cái tín hiệu RS429 pin, thì nó đơn giản hơn rất nhiều. Còn đối với những cái loại đời cổ này thì cái dây nó rất là to. Sau cái thời BR8600 này là để đến cái thời là model là BRS610 rồi 810. Rồi sau đó là BRS 611, 811. Rồi sau này mới đến là BRS 622, 822. Đấy thì có thể nói là cái model BR8600 này là một trong những model mà có chức năng là edit đầu tiên của hãng Victor cũng như là trong cái thế hệ VFX. Giá xuất xưởng của máy này khá cao đến 55 man, tức là 550.000 yên. Bây giờ nếu chúng ta quy ra tiền Việt Nam hiện nay năm 2020 á, thì 55 man này nó khoảng hơn 100 triệu. Đó là chính là thời điểm bây giờ thôi, còn tính theo cái thời điểm mà thường sản xuất của máy này thì cái giá trị này nó rất là cao quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem cái máy này nó như thế nào. Bây giờ tôi bật nguồn lên nè. Thì chúng ta thấy là cái đèn hiển thị này nó rất là đơn giản ha, nó chỉ có một số 0 mà thôi. Đây chính là cặp VU dùng để hiển thị mức âm lượng. Và đây chính là kim VU dùng để hiển thị mức tracking và mức video. Nếu mà chúng ta cho máy ở chế độ ghi băng thì chúng ta sẽ chỉnh cái biến trở này, video level này sao cho cái kim này luôn nằm ở vị trí số 4, tức là vị trí màu xanh này nè, là cái mức video nó là 100%. Còn ở chế độ playback phát lại thì chúng ta sẽ chỉnh tracking làm sao cho cái kim lên ở vị trí là lớn nhất ha. Đây chính là những cái phím dùng để vận hành băng cơ bản của một cái đầu video thông thường, bao gồm nút play nè, nút stop, hai nút tua băng, nút eject, nút ghi băng, nút tạm dừng. Đây chính là nút sạc nè. Và khu vực này chính là những cái nút dành cho chế độ edit, tức là chế độ dựng phim. Và đây chính là tinh hoa của cái máy này, nó chỉ gồm là 7 nút mà thôi. Thì assembly, tức là chúng ta sẽ ghép toàn bộ video và audio, tức là chúng ta có hai đầu, một đầu phát dùng để cắt phim và một đầu ghi dùng để dán phim. Thì cái chức năng assembly này nó sẽ copy toàn bộ dữ liệu video và audio từ cái đầu này sang đầu kia, tức là chức năng này assembly. Còn nếu mà chúng ta không muốn assembly, chúng ta có thể sử dụng là ba cái phím này, tức là chúng ta chèn riêng lẻ, chúng ta có thể là copy audio 1 nè, audio 2 hoặc là video. Đấy. Và chúng ta có thể là chọn nhiều cái. Tức là cái chế độ này chính là chế độ insert, chúng ta có thể là chèn riêng lẻ audio hoặc video thôi. Còn assembly này là chúng ta chèn toàn bộ audio và video. Đây chính là nút reroll. Nút reroll này có tác dụng là khi chúng ta nhấn cái nút này á thì băng sẽ tua về trước cái vị trí edit một cái khoảng, thường là chúng ta chọn là 5 giây ha. Nó sẽ có rất nhiều option, có thể là 5 giây, 7 giây, 9 giây hoặc là 11 giây tùy theo từng máy. Thì cái thời gian reroll này mà càng cao quá, càng nhiều quá thì chất lượng edit phim càng tốt. Đấy, thì cái nút reroll khi chúng ta nhấn một cái á, thì nó sẽ trở về cái điểm hiện tại của băng một cái khoảng thời gian, có thể là 5 giây hoặc là 7 giây gì đó. Và đây chính là hai cái nút dùng để chọn chế độ edit này, edit start và stop. Ở những cái máy đời cũ này thì nó chỉ có 7 nút này mà thôi. Còn ở những cái máy đời cao hơn chẳng hạn như là BRS822 hoặc là những cái bầu beta cam á, thì nó sẽ có rất nhiều phím hơn, nhiều chức năng hơn. Dưới đây có rất nhiều những công tắc dùng để thiết lập chế độ hoạt động. Đây chính là audio limiter. À, chúng ta thường sẽ để là on nè. Nó sẽ có limiter dành cho hai kênh audio 1 và audio 2. Đây chính là công tắc dùng để chỉnh audio monitor. Chúng ta có thể chọn riêng lẻ là audio 1, audio 2 hoặc là mix. Đây chính là chức năng Dolby NR giảm tạp âm nè. Chúng ta có thể chọn là on hoặc là off. Nếu mà băng ghi ở chế độ on thì phát lại chúng ta cũng phải để on luôn. Đây chính là công tắc dùng để chọn video ARC
Tức là khi chúng ta để on á thì cái tín hiệu video nó sẽ tự động điều chỉnh sao cho mức video luôn là 100%. Còn nếu chúng ta để off á thì chúng ta sẽ chỉnh bằng cái biến trở video. Thường chúng ta sẽ để on á. Video mode này chúng ta sẽ để là auto. Tùy một số máy, có một số máy đời cao hơn á thì nó sẽ cho phép chúng ta là chọn là reset 1 hoặc reset 2. Còn máy này chỉ có một chế độ thôi nè. Đây cũng vậy nè. Reset này chỉ cho phép là on hoặc off thôi. Đây chính là công tắc dùng để chọn input ngõ vào. Có thể là chọn là TV nè, line 1 hoặc line 2 đó. Chúng ta cắm vào ngõ nào chúng ta chọn ngõ đó. Đây chính là frame sạc vô. Những cái đầu dựng phim có chức năng edit nó sẽ có cái công tắc này. Thì nếu chúng ta không dựng phim, chúng ta để off. Đây chính là tín hiệu đồng bộ. Tất cả những cái đầu video dựng phim á, thì sẽ có cái tín hiệu này. Tín hiệu là Sync hoặc là REF, tức là tín hiệu tham chiếu. Nó sẽ có tác dụng là đồng bộ những cái máy với nhau. Tại vì khi một cái hệ thống làm việc gồm có nhiều máy á, thì những cái máy này nó sẽ bị cái thời gian sai số, cho nên là cần phải có một tín hiệu chuẩn để đồng bộ những cái máy này với nhau. Cho nên cần thiết phải có tín hiệu này. Thì ở đời cũ này họ ký hiệu là chữ Sync nè, tức là đồng bộ. Còn những cái máy đời sau thì ký hiệu là REF, tức là tín hiệu tham chiếu mà. Chúng ta có thể chọn là external. External có nghĩa là tín hiệu ngoài đưa vào đầu này. Rồi internal này có nghĩa là tín hiệu nội trong cái máy này tự phát ra. Và video, video tức là nó sẽ lấy tín hiệu input của video ngõ vào. Thì chúng ta sẽ để là internal. Còn khi mà chúng ta dựng phim gồm có dùng có nhiều đầu kết nối với nhau, chúng ta sẽ để là external. Đây chính là công tắc dùng để chọn auto mode nè. Repeat memory hoặc là off memory, tức là nó sẽ tự stop khi mà chúng ta tua băng về vị trí không ha. Thường chúng ta sẽ để là off. Và đây chính là cái công tắc dùng để chọn remote. Nếu mà chúng ta gắn bằng điều khiển, chúng ta sẽ để là remote. Còn nếu chúng ta điều khiển bằng những cái nút này, sẽ để là local. Đây chính là cửa nạp băng. Và dàn cơ này nó có hai cửa ha. Dàn cơ cổ của Victor nó sẽ có hai cửa. Khi mà bình thường thì nó sẽ có cái cửa như thế này, cái cửa dưới này nằm chồng lên cửa trên. Còn khi chúng ta cho băng vào thì cái cửa trên này nó sẽ đè xuống đấy, và nó sẽ có ký hiệu là cái băng bên trong nè. Ở đây nó có cái dòng chữ là front loading system, tức là những front loading chúng ta đưa băng vào máy sẽ tự nuốt. Còn những cái máy đời cổ thì là bay chuột hoặc top loading. Thì đối với những máy front loading đời đầu, chẳng hạn như máy này đi, thì nó sẽ ghi dòng chữ này front loading system. Còn những cái máy đời sau này thì họ không có cái chữ này nữa. Thì chúng ta thấy là những cái đầu video nào mà có cái dòng chữ này là một trong những cái đầu có tính năng front loading system đầu tiên. Đây chính là cái đèn dùng để báo Dolby NR nè, giảm tập âm nè. Và đây chính là cái đèn warning, tức là khi có lỗi thì cái đèn sẽ sáng lên nè. Bây giờ chúng ta sẽ cho băng vào xem máy có bị lỗi gì hay không. Bây giờ tôi sẽ bấm nút play. Khi bấm nút play thì máy lock in rất là lâu. Sau đó nó sẽ tự stop. À, rất là lạ ha. Bấm nút play không chạy à, và sau đó nó tự stop. Bây giờ tôi bấm nút play trở lại nè. Sau đó tự stop. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem bên trong như thế nào ha. Đầu tiên mình lấy băng ra nè. Bây giờ tôi cho băng vào lại. Bấm nút play. Room vẫn xoay ra. Và hai càng lock in ở vị trí lưng chừng nó không kéo lên nổi ha. Sau khoảng thời gian nó sẽ tự động on lock in. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm lại một lần nữa. Bấm nút play. Hai càng dâng lên lưng chừng thôi. Nếu mà chúng ta dùng tay đẩy lên thì nó sẽ có lên một tí nè. Rồi sau đó sẽ tự đưa xuống. Thì cái lỗi này do dây cora thôi các bạn. Dây cora ở mặt dưới. Thì nếu các bạn có xem clip của tôi rồi thì tôi có một cái clip, rất là nhiều clip nói về đầu BR 4040
7000 rồi BR 7700, BRS 610 vân vân thì có nói về cái hiện tượng này rồi. Thì những cái máy đó nó sẽ báo lỗi error 32 hoặc là error 33. Còn đối với máy này nó chỉ sáng cái đèn warning mà thôi nha. Warning tức là nó cảnh báo là có lỗi chứ nó không có hiển thị error như là cái máy BRS 610, 810 hoặc là 611, 811. Còn máy này thì nó sẽ tự động là đưa xuống và stop. Đấy, thì cái lỗi này nó cũng rất là thông dụng ở những cái máy Victor đời cổ. Thì cũng có nhiều bác nhắn tin hỏi là cái lỗi này sửa như thế nào. Thì thật ra cái lỗi này nó cũng không quá là khó sửa, nó cũng không quá phức tạp, nhưng mà nó cần phải có độ tỉ mỉ. Đấy, cho nên là hôm nay thì cũng xin phép là nhắc lại về cái lỗi này cũng như là cái cách thay dây cô ra của nó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lấy băng ra và kiểm tra ở mặt dưới. Để lấy băng ra chúng ta sẽ tắt nguồn, mở nguồn lại và giữ phím Exit để lấy băng ra. Trước khi sửa máy chúng ta bàn sơ qua về cái cấu trúc của máy này thì nó có vẻ là khá giống với lại model BR7000 hoặc là BR7700. Nó chỉ khác cái phần edit mà thôi. Thì nó khác phần edit có thể là kể đến là nó khác về phần mạch điều khiển, tức là sẽ nhận tín hiệu từ remote và điều khiển các hoạt động của máy phù hợp sao cho đồng bộ hai máy với nhau. Còn những cái phần khác thì nó cũng tương tự mà thôi, chẳng hạn như khối nguồn nè, rồi là khối nguồn chỉnh lưu, rồi regulator nè, ổn áp nè, rồi mạch audio nè. Đấy, và khối xử lý video nè. Đây chính là những tấm mặt sạc vô nè. Đây là room sạc vô nè, rồi cấp tăng sạc vô, view sạc vô vân vân. Thì trong clip này có thể là không bàn sâu về kỹ thuật của máy này. Chúng ta chỉ tập trung vào thay dây cô ra mà thôi. Và cái phần trống từ này nó cũng khác với lại em. Phần trống từ này khá khác với lại những model khác. Phần trống từ này thiết kế khác với những model còn lại. Phần trống từ này thiết kế không giống với những model khác. À, chúng ta thấy ở trên đây có tổng cộng là 6 mép từ nè. 6 mép tức là những cái cặp đối diện với nhau nè. Và cặp mép từ để xóa hình thì nó sẽ dẫn tín hiệu ra ngoài bằng cái hệ thống là chổi quét và vành khuyên như thế này đây. Thì cái mép từ dùng để xóa hình này nó thực hiện chức năng là edit. Tức là nó có thể là giữ lại audio, nó không xóa audio, nó chỉ xóa hình mà thôi. Đấy. Thì chúng ta thấy nếu như gặp những cái máy nào nó có cái dạng mà phía trên cái drum mình nó có cái dạng chổi quét và vành khuyên á, thì rất có thể đó chính là cái tín hiệu dùng để xóa hình. Còn đối với những máy beta cam á, thì nó sẽ có nhiều chỗ quét và vành khuyên hơn. Nó có chức năng là dynamic tracking, thì nếu mà có cơ hội tôi sẽ bàn với quý vị sau. Đập vào mắt chúng ta là một cục tăng phô rất là to. Cục tăng phô này to như tăng phô của amply vậy. Thì máy thiết kế tăng phô to như thế này để chịu được dòng điện cao, ổn định điện áp hơn, đảm bảo là điện áp nó không có bị gợn sóng, không có bị nhiễu trong quá trình máy hoạt động, ảnh hưởng tới chất lượng video và audio, cho nên họ thiết kế cục tăng phô rất là to. Thì để tiếp cận với dàn cơ chúng ta sẽ lật tấm mạch đi lên. Ở đây chính là tấm mạch dùng để điều khiển hệ thống. Chúng ta sẽ mở hai con ốc này. Đây chính là mạch điều khiển hệ thống, bao gồm điều khiển dàn cơ, rồi nhận lệnh từ remote và biến thành những cái tín hiệu để đồng bộ những cái hoạt động những cái máy với nhau. Mạch điều khiển thì rất phức tạp so với mạch điều khiển thông thường của máy BR7000 hoặc là 7700. Đấy, rất nhiều IC. Đây là phía dưới dàn cơ. Đây chính là phía dưới của cái drum nè. Đây chính là cáp xăng. Và đây chính là cáp xăng đời cũ, nó rất là to. Hay cáp xăng này thì tôi hình 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 như tôi nhớ là tôi đã giới thiệu ở cái clip nói về đầu BR7000 thì phải. Cái cáp xăng này nó có một nhược điểm là nó bị vỡ cái nam châm của cái phần hội tiếp FG, cho nên sau này ở cái thế hệ đầu BRS 610 trở đi 610
610, 810 rồi 611, 811 đó đi, họ thay đổi cái capstan này thành dạng motor khác. Còn cái loại này nó bị gặp lỗi. Đây chính là hai cái motor reel dùng động cơ DC luôn. Và cái capstan này rất là to cho nên là nó phải cao hơn cái reel này. Đây chính là cái relay để phanh băng nè, một cái nè, hai cái nè. Relay rất là to. Đây chính là biến áp PSI dùng để hồi tiếp giá trị lực căng băng. Tùy vào giá trị lực căng băng mà nó sẽ có điều khiển cái moment của cuộn xả này thích hợp. Ví dụ như cái băng quá trùng á thì máy sẽ điều khiển sao cho cái motor này kéo mạnh hơn và khiến băng căng ra. Còn nếu như băng quá căng á thì cái biến áp PSI này nó sẽ chạy về ở đây. Thì mặt điều khiển sẽ tính toán giá trị và điều khiển cái cuộn xả này cái moment nó nhỏ hơn giúp cho băng trùng lại để đảm bảo là cho cái lực căng băng luôn không đổi. Và đây chính là khối lắp đin. Khối này hay bị lỏng cái xe cora này nè quý vị, cho nên là nó sẽ gây ra cái lỗi ha. Khi mà lắp đin mà cái lực nó quá mạnh thì sợi dây này sẽ tuôn ra, nó không ăn khớp được nữa. Dây này khá trùng rồi. Cái dạng nhận cơ này nó bị một cái nhược điểm duy nhất ở chỗ này thôi. Nó chỉ bị lỗi cái chỗ này là không hay thôi, còn lại là rất là bền. Những cái máy đời cổ chẳng hạn như là HRD120 của hàng dân dụng nè, rồi HR 7750 gì, nói chung là rất là nhiều loại, 7650 á, nó cũng sử dụng cái cấu trúc như thế này, nó cũng hay bị lỗi cái phần dây cora nè, dây cora rất hay bị giãn ha. Đấy, thì lúc trước thì cũng có nhiều bác gặp cái trường hợp này thì cũng nhắn tin hỏi. Thì thật ra thì cái này nó cũng không có quá phức tạp, nhưng mà nếu mà chỉ qua Facebook bằng tin nhắn thì nó không có trực quan, cho nên là nhiều bác cũng rất là khó giải quyết, cho nên là hôm nay là xin phép là hướng dẫn lại ha. Nó không khó ở cái phần thay dây mà nó khó cái phần mà chỉnh dinh tèn, tức là chỉnh hai cái càng sao cho nó đúng vị trí với nhau. Tại nếu chúng ta chỉnh không đúng thì hai càng này nó bị lệch, và khi mà đẩy lên thì nó không đồng bộ nhau, nó cũng gây ra cái lỗi như vậy. Đấy, cho nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm lại ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tháo hai con ốc của cái lốc này. Nếu mà làm quen thì chúng ta sẽ chỉnh dinh tèn ở mặt dưới luôn cũng được, chúng ta xoay nó. Còn nếu mà không quen thì phải lật mặt trên. Thì lúc trước thì chủ quan thì nếu mà hướng dẫn mà các bác mà chỉnh mặt dưới này thì các bác làm rất là khó, cho nên hôm nay là xin phép hướng dẫn các bác chỉnh mặt trên thì nó dễ hơn nha, trực quan hơn nè. Nó có hai cái vòng dưới đây nè, đó chúng ta phải chỉnh làm sao cho hai cái vòng này nó đồng bộ với nhau, nó cùng vị trí với nhau. Đây nè, đây là cái lốc của nó nè, gồm một cái bánh răng ăn khớp với mặt trên và một cái bánh răng đảo chiều ăn khớp với cái vòng phía dưới nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thay dây cora. Mà dây cora bị trùng rồi nè. Để dễ thì chúng ta lấy rời cái dây này ra nè. Thì công cụ cần thiết chỉ cần có một cái vít dẹp nhỏ mà thôi. Vít dẹp nhỏ tháo cái phe này. Tay không thuận cái tay còn lại chúng ta sẽ giữ cái phe này lại, tránh cái trường hợp mà khi chúng ta bật phe ra thì cái phe này sẽ văng mất ha. Cho nên là phải có cái tay giữ cái phe này lại nè. Lấy ra được cái phe nè, đừng có để làm rơi cái phe này, rất là khó tìm. Rồi ở đây nó có một cái lông đền nhỏ nữa, chúng ta lấy cái lông đền này ra và đẩy cái cốt này. Trong cái cốt này nó cũng có một cái phe, một cái lông đền nữa. Đây nè. Thay cái dây này thôi. Thay dây mới nè.
Thay thì nó không khó, chỉ khó cái phần mà chỉnh nghìn tên thôi, tức là chỉnh cái điểm gốc của hai cái vòng plugin với nhau. Lúc trước thì cũng có ông bạn người Trung Quốc thì cũng bị vấn đề này, nhưng mà nói qua tin nhắn thì họ lại không hiểu lắm. Khi mà họ làm thì họ lại không, tức là thay cái dây cobra này rất là dễ họ làm được, nhưng mà khi chỉnh nhân tèn thì họ lại không thực hiện được. Đó, khi gắn vào là phải gắn cái lông đền này nè, gắn lông đền trước nè, sau đó gắn cái phe vào. Nãy bây giờ chúng ta tiến hành bóp phe. Bóp phe chúng ta sẽ cần một cái kìm mỏ nhọn, hoặc là gọi là kìm cá sấu. Cái tay thuận là cầm kìm, và cái tay còn lại nè chúng ta giữ cái phe, để tránh trường hợp khi chúng ta bóp bị trật á, cái phe nó lại văng mất. Mình phải giữ nó lại. Đấy. Đấy, chúng ta xong rồi các bạn. Giờ chúng ta tiến hành gắn lại nha. Thì trước khi gắn á, ở những cái clip trước đó, tôi hướng dẫn đó là các bạn canh chỉnh về cái chỗ này, tức là đẩy hai cái vòng này sao cho về vị trí gốc, về vị trí tận cùng. Mà sau đó chúng ta gắn cái này vào, nhưng mà có nhiều bác thực hiện không được tại vì nó quá khó. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ làm cách khác, tức là chúng ta sẽ đẩy mặt trên nè. Thì block này nó sẽ có hai con ốc nè, chúng ta sẽ gắn một con thôi. Cái con này nè, chúng ta gắn con này ha. Chúng ta gắn con này mà sẽ đảm bảo làm sao cho hai cái bánh răng này nó không có ăn khớp với cái vòng, mà sau đó chúng ta chỉnh, chúng ta mới đẩy vào. Chúng ta gá thôi, đừng có gắn chặt. Gá tức là chỉ làm cho nó lỏng lỏng thôi nha. Đấy, chúng ta để như vậy. Bây giờ tiến hành là dựng máy lên và chúng ta đẩy mặt trên. Đây chính là hai cái càng nè, hai càng này nó chạy nè riêng lẻ với nhau nè. Đó, bây giờ nếu chúng ta gắn không đúng thì hai càng này bị lệch, thì khi đẩy lên một cái thấp cái cao thì nó sẽ bị kẹt lại. Đấy, cho nên là phải chỉnh hai cái sao cho nó ngang nhau, bằng cách là chúng ta đẩy cái càng bên trái này xuống tận cùng, đẩy càng bên phải này xuống tận cùng luôn. Đấy, nó có cái lò xo nó nén quý vị, chúng ta thả tay ra thì nó đưa lên nè, chúng ta đè chặt luôn hai cái, áp chặt vị trí đó. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xoay cái lốc để hai bánh răng ăn khớp với nhau, và chúng ta siết con ốc lại. Đấy, chúng ta sẽ dùng tay tay trái nè đẩy hai cái này xuống, đẩy sát xuống luôn. Rồi tay phải chúng ta sẽ gắn cái lốc vào. À, chúng ta đẩy lên nè sao cho cái bánh răng này ăn khớp với cái vòng này. Lúc trước thì hướng dẫn các bác canh đẩy mặt dưới thì rất là khó, một số bác thực hiện không được, cho nên chúng ta để mặt trên thì sẽ dễ hơn. Rồi chúng ta xiết con thứ hai này, bắt đầu xiết là con thứ nhất. Nó chỉ khó cái phần này mà thôi, chứ phần thay dây thì vẫn bình thường á. Thay dây thì ai cũng làm được rồi, chỉ khó cái phần mà chỉnh cho hai cái càng nó bằng nhau thôi. Đấy, nó chúng ta xoay nhẹ cái bánh răng để cho những bánh răng này nó vào khớp mà. Đấy, nếu mà chúng ta xoay mà thấy hai cái càng nó di chuyển nhẹ nhàng là được. Đây nè, di chuyển rất là nhẹ nhàng và nó đi, nó ngang với nhau nè. Đấy, nó ngang với nhau vậy là đúng. Còn nếu như một cái cao một cái thấp á, thì chúng ta phải tháo ra và chúng ta làm lại nha. Bây giờ tôi xoay ngược lại là cho hai càng đi xuống nè, thì hai càng này nó phải bằng nhau hết.
Đấy, hai càng bằng nhau rồi. Vậy là chúng ta đã thay dây cô ra và tiến hành canh chỉnh thành công. Bây giờ chúng ta sẽ test máy sơ bộ. Test máy sơ bộ có nghĩa là chúng ta cho vào băng vào để xem con máy có chạy đúng quy trình hay không. Đấy, thì quy tắc là chúng ta sẽ cho một con băng nháp thôi nha. Tại vì có một số máy thì khi chúng ta cho vào nó bị lỗi á, trong quá trình lỗi những cái chi tiết máy nó chạy không đúng quy trình nó sẽ làm hư con băng. Cho nên nếu chúng ta cho con băng mắc tiền hoặc chúng ta cho con băng nào quý vào á thì nó sẽ làm hỏng con băng, cho nên chúng ta chỉ cho băng nháp vào thôi. Bây giờ tôi bật nguồn và cho băng vào. Bây giờ bấm nút play. Đây, băng nó chạy rồi các bạn. Đấy. Giờ ta bấm nút stop mà lấy băng ra nè. Vậy là chúng ta đã thay dây và canh chỉnh hai càng thành công. Bây giờ chúng ta tiến hành test xem máy có lên video và hi-fi hay không. Nếu mà không lên thì chúng ta sẽ sửa tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ test xem video và audio thế nào. Máy lên hình rồi các bạn. Hình vector rất là đẹp. Bây giờ chúng ta thử chức năng xách thồ nè. Đây là tua ngược nè. Khi mà ở chế độ tạm dừng thì hình ảnh đứng yên luôn nè, rất là ổn định. Chỉnh tracking nè, tracking nó cao nhất là khoảng mức 3.5 thôi. Hình vector rất là đẹp. Vậy hôm nay chúng ta đã cùng nhau thay dây Cora cho đầu Victor chuyên dụng. Đây chính là một cái lỗi rất là thường gặp ở những cái loại dạng cơ cổ như thế này. BR7000, BR8600, rồi BRS610, BRS810, BRS811, BRS611. Đấy, là những cái model điển hình dùng cái dạng cơ này. Thế ngoài ra trong dân dụng nó còn rất là nhiều model sử dụng cái dàn cơ giống giống như vậy, chẳng hạn như là HR 7650 nè, rồi HRD 120 vân vân. Đấy thì cái quá trình mà thay dây Cora này nó chỉ khó cái phần mà chỉnh hai cái càng sao cho nó bằng nhau thôi, còn thay dây Cora thì nó cũng không có gì khó khăn cả. Đấy thì hy vọng là sau khi xem cái clip này thì các bạn có thể là tự khắc phục cái lỗi này nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Lần tới chúng ta sẽ cùng nhau sửa những lỗi ở những cái đầu khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.